Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chúng ta hôm nay đi tiếp những cái thủ thuật mới lạ các anh em mình nha. Và hôm nay em sẽ chia sẻ về cái bí quyết tuyệt chiêu cũng như là chúng ta ẩn cái file bảo mật ghép file cho làm sao mà cho nó thật là bí ẩn các anh em mình nha. Thì em sẽ chia sẻ với các anh em như sau. Đây. Chia sẻ với các anh em là cái file này em đã làm rồi trước đây rồi. Đây. Là cái ngày là 16 tháng 3 nè, 2021 nè, tháng 3 các anh em mình nha. Đấy, cho các anh em thấy là cái này là thủ thuật em đã làm từ tháng 3 nhưng mà mãi tới hôm nay mới chia sẻ nha. Đây. Đây, system 32. Đối với WinBE các anh em mà chèn cái bản quyền của mình vô cái file BECMD thì nó rất là hợp lý các anh em mình nha, nó logic vô cùng luôn. Tại vì nó cho phép các anh em chạy bình thường bên BE không có bị ảnh hưởng gì hết mà chúng ta vẫn bảo mật được cái file của chúng ta. Đấy các anh em thấy không? Đó, còn mật khẩu nào thì các anh em nhập vô nha. Rồi em nhập mật khẩu của em vô nha. Đây các anh em thấy chưa? Nó sẽ hiện ra những cái thông tin nào mà chúng ta cần chèn vô cái file này. Đấy, trang web của các anh em hay là mấy cái link gì đó ha, cái nội dung gì đó mà liên quan tới cái bản quyền của các anh em nha, hoặc là cái file SE chẳng hạn, hay là bất kỳ cái file nào các anh em làm như em là sẽ có cái thủ thuật này ngay bây giờ. Rồi chúng ta đi vào cái thủ thuật chính. Tất nhiên là cái này em không có rảnh rỗi để mà tạo ra cái file này, em chỉnh ngày giờ lại rồi cái em quảng cáo cho các anh em xem, em đâu có rảnh tới mức đó đâu nha. Cái file này thực tế là em đã làm từ tháng 3 các anh em mình nha. Này chứng minh là để em nói là cái này là có thật cũng như là em đã làm rau lâu rồi nhưng mà tới mãi tới hôm nay em mới chia sẻ các anh em. Đấy. Rồi, đây nè, nó có ngày nè. Ngày khai gốc của nó là ngày 5 tháng 5 đó. Các anh em thấy trùng hợp một điều không? Đây nè, đây ngày 5 tháng 5 2020 ha. Đó, em chỉnh lại nè, em chỉnh lại cái ngày tạo cũng ngày 5 tháng 5 2020 luôn. Nhưng mà cái ngày tạo các anh em muốn tạo ngày khác cũng được. Bây giờ chia sẻ với các anh em cái thủ thuật này nha, rất là hấp dẫn anh em mình nha. Rồi, đấy. Đây nè, cái file này là cái file gốc nhưng mà em tải về sau. Thì cái nội dung nó cũng giống giống như cái file nãy giống giống cái file nãy làm sao chúng ta biết được cái nội dung nó giống nhau thì các anh tất nhiên chúng ta dựa vào những cái file mà căn bản thôi. Đấy em vào cái thư mục này, em ví dụ cái file stem này đi ha. Rồi cái file này nãy trong cái ổ của em á, ổ USB em này, cái file ổ USB chấm vim đây. Rồi để em mở lại cái file cho các anh em xem đó em, thì chúng ta có thể test các anh em nào mà tạo được cái bản quyền của cái WinBE cho mình rồi ấy, thì chúng ta test vài file là chúng ta sẽ biết được cái file mình có bị ăn trộm ăn cắp quán đổi hay không ha. Đấy các anh em thấy không, nội dung giống nhau nè. Đấy cho dù người ta có chỉnh đi nữa, người ta không có rảnh rỗi để người ta chỉnh được những cái ngày này đâu các anh em nha. Ví dụ cái ngày modify hoặc cái ngày là nhà tạo nè, nó không ai mà rảnh rỗi mà chỉnh hết tất cả những cái file, ví dụ cả ngàn file á, không ai mà rảnh rỗi chỉnh hết đâu. Thành ra các anh em cứ ẩn hay là giấu những cái file nào đặc biệt mà chúng ta để cái ngày riêng của chúng ta, cái ngày sinh nhật cái gì đó, là chúng ta sẽ cam kết với các anh em á, là cái người họ họ chỉnh sửa lại cái bản WinBE của các anh em, họ cũng không có thể nào mà để ý được những cái thành phần đó đâu. Thành ra là cái bảo mật của chúng ta nó rất là cao, cho dù ngụy trang cách mấy đi chăng nữa thì cái người mà họ trộm cái bản quyền của chúng ta cũng sẽ lòi ra thôi đó. Rồi đây là hai file khác nhau các anh em mình nha, là betest.win và betdesktop nè. Đấy nhưng mà cái nội dung như trong cái system 32 nó giống nhau nè. Đấy thì cái phần này các anh em cũng có thể tìm hiểu để chúng ta mà loại trừ được những cái bản WinBE nào của chúng ta đã tạo ha, chỉnh sửa ra ha. Để nói chung là nó nhiều lắm, còn những cái bản quyền trong những cái file file get nữa. Thành ra là các anh em mà muốn phanh phui cái bản quyền chúng ta rất là dễ ha. Chúng ta có những cái mà thủ thuật để chúng ta trộn lẫn, chúng ta pha tạp và chúng ta đánh lừa cái anh em mình nha. Rồi ok. Rồi chúng ta đi vào cái vấn đề chính anh em mình nha. Rồi đây. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Đây, cái file làm sao để cho nó hành của chúng ta đây. Làm sao? Bây giờ chúng ta cái căn bản á, là chúng ta chọn một cái file nào đó để chúng ta chèn vào cái file gốc này. Đấy. Em ví dụ nha, em ví dụ cái file file này đi.
Đó, ví dụ cái file này nha. Rồi bây giờ em đổi cái ngày đó nè. À, 20 tháng 12 2021. À, 20 tháng 12 2021. Tất nhiên á, là em sẽ chỉnh lại cái ngày đây ha. À, 20, ấy lộn, cái này là cái ngày tạo cái anh em mình nha. 21 là cái ngày tạo, còn cái ngày mà nó được cái ngày mà copy mới, cái ngày copy mới nó hẳn ra là như vậy, copy mới. Còn cái ngày mà nó được tạo ra đầu tiên á, đây là cái ngày, đây là cái ngày date modify nè, là 22 tháng 6 2016, 9 giờ 54 phút sáng. Rồi bây giờ chúng ta làm sao để cho nó chuyển về cái ngày này? Thì tất nhiên đơn giản thôi, là chúng ta chỉnh cái ngày này các anh em nha. Đây, chỉnh cái ngày. Đối với Win 7 các anh em chỉnh lẹ lắm, còn cái Win 10 thì nó hơi rắc rối xíu. Các anh em gõ đây time đấy, trên trên the date and time này ha. Đó, chúng ta chỉnh ngày đây. À, nó hơi quan trọng một điều á, là chúng ta làm sao để chúng ta chỉnh cái thời gian, cái mốc thời gian cho nó hợp lý. Các anh em nhìn ở đây nè, đó nó có giây nè, chúng ta đợi cho cái giây nó chuyển về không nha. Rồi chúng ta chỉnh cái thời gian này, tại vì trong vòng có mấy giây thôi, mấy chục giây thôi, thành ra là chúng ta phải chuyển nhanh để không thôi là nó sẽ chuyển qua cái phút mới các anh em nha. Ví dụ là 9 giờ 54 là nó sẽ chuyển 9 giờ 55, mình chuyển trễ là nó nhảy thêm phút chẳng hạn đấy. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh nha. Nè, chúng ta bấm là trên nè ha. Rồi chúng ta chọn cái ngày nó là bằng ngày mấy. Nên chúng ta nhìn lại cái coi. À, ngày mấy chúng ta nhìn lại cái nè. À. Đây, ở đây nó bị khuất rồi. Thôi em chuyển qua đây đi cho dễ thôi, dễ nhìn nha. Chúng ta làm sao cho nó nhanh gọn lẹ, chừng nào hay chừng nấy cái nè mình nha. Rồi giờ nó chuyển qua giờ mới rồi nè. Đấy. À, 22 tháng 6 2016, 22 tháng 6 2016 cái này mình nha. 22. À, 22 tháng 6. À, Zune đây. Em hai đây, 2016 đây, đấy 9 giờ 54 đây, 9 giờ 54 đây, 9 giờ 54 đây, 54 đây. À, em đây. Rồi ok, chúng ta chỉnh chỉnh xong là chúng ta ấy cái này mình nha. Rồi cái file này nè, chúng ta muốn 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 đóng nó vô, cho chèn nó vô thì chúng ta đây, ví dụ mật khẩu đi, 123 123 thôi. Chúng ta nhớ chọn rip file name này các anh em mình nha. Rồi tạo nè. Đó, xong rồi nó có cái file mới, file này. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta lấy cái file này, chúng ta chỉnh cái định dạng nó là .001 .001. Đây, chúng ta nối lại cái này mình nha, như cái thủ thuật trước là chúng ta ghép nó file siêu việt đó. Rồi, chúng ta chọn cái này. Đấy, chọn cái này là 0002. Để chúng ta nối lại nhau, tại vì hai file nó liên kết với nhau, 001, 002 thì mới nối được. Chúng ta dùng phần mềm của bác Lê Minh Hoàng. Đây, chúng ta chọn cái chế độ join nha, mặc định là nó sẽ chế độ tách, còn đây là join là nối nè. Đấy, thì chúng ta kéo cái file 1 nè, 001 nè, kéo thả vào. Thì nãy giờ các anh em thấy đó, nối xong rồi giờ nó nhảy lên nè, nhảy lên 1 phút nè, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta phải chỉnh lại cái ngày ha. Nếu mà các anh em làm thao tác ban đầu xong như thế này hết nè, tạo file, ghép file, tạo mật khẩu có file sẵn, làm như thế này hết, chúng ta chỉnh giờ một cái thôi, chúng ta làm luôn chứ không có phải chỉnh lại như em ha. Chúng ta phải lùi lại 1 phút nè. Đây, 54. Rồi ok. Rồi xong rồi chúng ta tạo ha, chúng ta nói nè, tạo file đó xong này. Cái file này nó là cái file được ẩn nè, nó người ta mở lên người ta không thấy nè. À, không thấy như cái file gốc nha. Đây, không không thấy như cái file gốc đó, file gốc chúng ta thấy nội dung bên trong ha. Còn cái file này chúng ta không thấy, nó có mật khẩu rồi. Đây, nó có mật khẩu rồi, nó che được cái dữ liệu bên trong của chúng ta. Rồi chúng ta coi coi cái này coi, đóng cái này đi nè. Chúng ta coi cái thằng ngày datify này, con này coi nó là ngày nào. Đây, anh em thấy không, đó là ngày 22 tháng 6, 22 tháng 6 2016 ha. Rồi chúng ta coi cái file gốc nè, rồi đúng chưa nè, chúng ta so sánh lại nhau nè. Đây, đấy. À, chúng ta so sánh lại coi. Đây, 22 tháng 6 2016 y chang luôn cái này mình nha. Đó, thấy chưa? Y chang luôn, thấy chưa? Nhưng mà cái ngày mới tạo thì nó là cái ngày khác cái này mình nha. Ngày mới tạo, đây, cái ngày mới tạo đây, cái ngày mới tạo đây là thứ hai. À, các anh em thấy không? Rì nè, nó vẫn nhớ là cái ngày của ấy, lộn, phải gốc cái này, phải gốc, xin lỗi các anh em. Nó vẫn nhớ cái ngày mình tạo một lượt luôn. Đây đó, không, hai cái ngày này nó trùng với nhau nè, thành ra là chúng ta phải đổi lại cái anh em mình nha. Đổi lại thì chúng ta chỉnh ngày lại thôi đó, chỉnh ngày lại đó. Cái này là ngày mới tạo là ngày gì? Ngày mới tạo ngày thứ hai nè, December, December 20, December 21. Rồi chúng ta coi coi December, các anh em nào không không rành về cái tháng á thì chúng ta coi nha. December đây là tháng 12 ha, December.
Đó, rồi bây giờ chúng ta chuyển qua tháng 12 nha. Ừ, chuyển về tháng 12. À, December 20, tháng 12, 2021. Rồi, chúng ta chuyển cái ngày về nha. Rồi, 20 tháng 12, December 20, ngày 20 tháng 12, 2021. Đấy, 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 chúng ta chuyển về. À, quên, em chưa chỉnh giờ. 20 tháng 12, 2021 mà chưa chỉnh giờ. Giờ là mấy giờ các anh em mình nha? Giờ là 12:31, 12:31 08 PM, 12:31 08 PM, 12:31 đây, 12:31 đây, 31 12:31. À, ôi à, nó có dây luôn hả? À, 12:31 08 PM, PM hả? Rồi, 31, 12:31 08 PM. Rồi bây giờ em chọn nè, chọn cái này nha. Rồi bây giờ đâu rồi? Rồi ok, chọn cái đi. Rồi bây giờ chúng ta nè, bấm nè. À, copy nè, hình tròn C, hình tròn V. Rồi, V. Rồi ok, nó sẽ tạo ra một cái file khác anh em mình nha. Rồi bây giờ chúng ta coi cái ngày ha. Đây cái ngày của cái thằng này, đây file gốc và cái ngày của cái file mới copy nè. Đấy, rồi rồi nó giống nhau cho các anh em mình nha. À, nó khác về cái thành phần dây đó, nó khác về cái thành phần dây. Thành ra các anh em mà muốn chỉnh dây cho nó đúng luôn á thì các anh em canh nha, canh cái dây luôn nha. Đó, canh cái dây này luôn nè. Vừa ấy dây xong là chúng ta ra ngoài chúng ta copy liền ha, chúng ta trừ heo, chúng ta trừ heo mấy giây đi chẳng hạn 2 3 giây rồi để chúng ta ra ngoài chúng ta copy ha. Rồi bây giờ em sẽ làm cho nó trùng dây luôn ha. Cho nó trùng dây thì chúng ta phải canh cái này cho nó về khoảng chừng không không mấy 04 hay là 003 gì đó, rồi chúng ta copy ra ngoài desktop, chúng ta save cái ngày rồi chúng ta copy nha các anh em mình nha. Nói chung là nó ra được cái ngày giờ là nó cái thời gian phút và cái thời gian giờ là nó cũng cũng ok lắm rồi, nhưng mà thường hiếm ai sẽ để ý cái phần dây đâu ha, hiếm hiếm rất hiếm ai để ý cái phần dây, thành ra chúng ta bị lệch dây thì nó cũng không đến nổi. Rồi bây giờ rồi em chỉnh qua cái dây luôn coi coi ok không nha. Rồi bây giờ 33, 33 cái nãy là 31 đúng không? Rồi rồi chắc không kịp rồi. Rồi 31 PM. Rồi không kịp rồi các anh em mình nha, không kịp rồi. Rồi. Rồi, thử coi nó ra không nha. 6 09 nè ha, nó lệch xíu nè. Đó, thì chúng ta chỉ cần canh thôi ha, canh thôi, canh thời gian nó lệch chúng ta copy liền. Hay như các anh em thấy đó, em mới nói em ra em làm nó lệch con dây là thành ra các anh em canh xíu nữa là ok nha. Rồi, cái phần này em cho qua ha. Rồi, coi như là thành công là cái phần mà chúng ta đã chèn được cái bản quyền của chúng ta vào cái file và chúng ta đã có cái mật khẩu ha, và chúng ta không thấy được cái nội dung bên trong của cái file như thế nào. Đấy. Đấy cái này mình nha. Đấy, cũng như là chúng ta đã thay đổi được cái ngày giờ giống như cái ngày giờ gốc của cái file được tạo ra. Đấy cái này mình nha. À, em cũng chính chia sẻ thêm luôn về cái thủ thuật trong cái video này luôn. À, thì các anh em xem cái video sau hay sao ta? Thôi, chắc em dừng tới đây thôi ha, dừng tới đây thôi. Cái video sau đi, cái video sau em sẽ chia sẻ những cái để chúng ta add vô cái file này cho nó chạy nè ha. Rồi, ok. Xin chân thành cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Rồi, chúng ta đi tiếp cái thủ thuật các anh em mình nha. Rồi, bye bye các anh em nha.